tí là thái cái thân chuối nguyên cây. Thì tổng thể thân chuối này dài 1,5 m. Thân trái này, thân chuối này dài 1,5 m và bề ngang của nó là rơi vào độ 16 phân. Đấy, thì sau đó sẽ tiến hành thử thân chuối này luôn. Chú ơi, thì sau đi anh, không cần đâu, anh cứ làm đi, anh cứ làm đi anh ơi. Bà con có thể thấy là khi mà mình đẩy cái thân chuối vào nhá, thì là thân chuối này nó ra những cái dạng thô này. Cái dạng thô này phù hợp cho việc chăn nuôi trâu bò cũng như là cá. Còn đây, còn bên dưới đây là những cái phần thái mịn này. Đây, cái kỹ năng mà mình sử dụng cái máy này là mình có thể nhét cái thân chuối vào chậm và mình chỉ đút vào, không đút liên tục vào thì nó sẽ ra mịn như thế này. Đấy, còn đây là những cái thân chuối mà mình đút vào nó ra nhanh là nó ra thô này, thì phù hợp cho việc chăn nuôi trâu bò cũng như là cá này. Thì một cái máy này có thể kết hợp vừa chăn nuôi trâu bò vừa chăn nuôi được cá, gà, hầu như là nó phù hợp với tất cả các loại vật nuôi trong gia đình. Đấy, thì đây là máy do bên Thiện Thành sản xuất. Đấy, thì độ dày của thép này, đấy, cũng như là chất lượng sản phẩm này. Đấy, còn ngay bên trong đây. Đấy, máy tắt lâu rồi mà lưới dao vẫn còn quay này, chứng tỏ cái độ cân của lưới dao nó cực kỳ tốt, cũng như là cái lưới dao nó cực kỳ sắc bén. Đây, cực kỳ sắc bén luôn này. Và có thể nhìn những cái phần mép dao này. Đấy, cực kỳ sáng bóng này. Đấy. Lớp sơn này là lớp sơn tĩnh điện. Lớp sơn tĩnh điện thì nó sẽ giúp được cái việc mà bảo vệ được cái chất liệu bên trong cái dạng thép này, nó không bị ăn mòn, cũng như là cái độ bền nó được đi cùng với thời gian. Đấy, thì chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã xem video chúng tôi. Nhấn nút đăng ký để xem video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại. Đấy, chân thành cảm ơn. Các bạn, chúng ta video của điện máy từ lên thì hôm nay có thời gian để giới thiệu cho đến các bạn có cái máy thái chế mịn đa năng. Nó vừa có thể thái cho trâu bò, lợn, gà. Đấy, chức năng cơ bản của nó là thái mịn, nhưng mà con có thể mình đút cho tốc độ nhanh hơn một chút để có thể ra những cái sợi thô. Đây thì đây là sản phẩm của nó này, sau khi chúng tôi đã thái thử một lần thì đây là những sợi thô này, và còn ngay bên dưới đây là những cái sợi mịn này. Đây, đây là những cái sợi mịn đã gà vịt ăn này, thì đấy là một cái trong một cái máy này, nó kết hợp được nhiều chức năng. Đấy, thì là bà con có thể chú ý được máy toàn bộ được sơn màu sơn bằng màu xanh. Đấy, thì cực kỳ mát mắt, cũng như là cái nước sơn này, nước sơn tĩnh điện. Đấy, cực kỳ bóng này, cũng như là qua thời gian thì nó cũng bị xuống cấp, cũng như là bảo vệ được cái phần mà chất liệu thép ở trong. Đấy, thép thì bà con có thể thấy được cái độ dài của thép này. Đấy, nó cũng phải gần, thứ nhất là cũng phải 2 ly, hơn 2 ly. Đấy, nó cực kỳ dài luôn, 2 ly này. Bà con có thể thấy là thép 2 ly. Đấy, thép cực kỳ dài chắc chắn. Đấy, cũng như là những cái mối hàn này bà con phải chú ý, nó toàn bộ cực kỳ chắc chắn. Và cái khung máy thái chuối này đều do công ty Thiện Thành sản xuất. Đấy, cũng như là phân phối. Đấy, máy sử dụng motor 1,5 kg, motor 1,5 kg điện 220, cũng như là 50 Hz, vòng quay là 2800 vòng trên 1 phút. Đấy, thì thái chưa, thái chuối cực kỳ mịn. Đấy, còn đây là các thể lưới đây, vào đây. Đây là phần khóa chốt này, cực kỳ chắc chắn này, bản lề khóa to này, thì đảm bảo được cái việc mà thái chuối nó cực kỳ an toàn. Đấy, nó không bị cái việc mà nó bị vụ vập ra, cũng như là khi bà con sử dụng thì tạo ra cái độ yên tâm lớn hơn. Đấy, còn ngay bên trong đây là cái phần đây, phần dao thái đây. Dao này từ dao nhíp ô tô. Đấy, cực kỳ chắc chắn, cũng như là bà con có thể thấy những cái phần mép dao này được mài cực kỳ tỉ mỉ này. Đấy, cái phần lưới dao nó dài, mỗi bên nó dài 20, thì cái tổng cả hai bên cái dao này nó dài khoảng 43, tổng ngay cả cái trục. Đấy, ngay cả cái trục là tổng cả nó là 43 thôi. Đấy, thì bà con có thể đóng lại sử dụng thôi. Đấy, thì đây. Đây là khoang cạnh là một phần của sản phẩm. Đấy, sản phẩm bên chúng tôi sản xuất.
thì một ngày ra khoảng 200-300 con phân phối trên toàn quốc. Đấy, ngay cả cái khu vực miền Nam cũng như là miền Trung. Và trụ sở chính nó đặt tại Hà Nội. Đấy, thì bà con có thể chú ý và có thể là nếu có nhu cầu thì có thể đặt mua đấy, vận chuyển đến toàn quốc và giao đến tận nhà. Đấy, sau đây tôi sẽ thái thử một cái thân cây chuối dài khoảng độ 1m2 đây, 1m2 này. Đấy, và cái bề rộng bán đường kính của thân cây chuối là nó khoảng độ rơi khoảng độ 17 cm. Đấy, thì là sau đây anh kỹ thuật bên tôi sẽ thái cây chuối này. Đấy, sẽ hướng dẫn kỹ thuật sẽ hướng dẫn qua một số những cái gọi thao tác để bà con có thể sử dụng. Thứ nhất là gõ 100 ghi điện vào. Anh kỹ thuật không làm được nên là tôi phải làm. Đây. Anh kỹ thuật. Đấy, mà con chú ý đứt một chú vào mình không nên đứt một lần. Và mình sẽ đứt nhấp nhả thôi. Để ra những cái thời bị. Trực tiếp cho gà vịt ăn bằng những cái sản phẩm như thế này luôn. Đây là cái sản phẩm mà chuối mịn nó ra. Thì ngoài nó thái chuối mịn ra nó có thể được bằm được rau cỏ đấy, hoặc là cỏ voi, những cái loại để cho trâu bò như là gà vịt để ăn. Đấy thì bà con thấy nó cực kỳ mịn này, cực kỳ sắc bén. Đấy, như là không bị sơ nước. Độ sơ nước nó ra không nhiều. Đấy, đây. Cái phần lưỡi dao. Sau khi tắt máy thì dao vẫn quay nhá. Chứng tỏ cái việc mà làm cái dao này nó cực kỳ cân, đấy, cái độ ly tâm. Đấy thì bà con khi thấy tắt máy là dao nó vẫn quay thêm một mấy vòng nó mới dừng hẳn. Thì là cái độ ly tâm của nó cực kỳ tốt nên là việc mà máy sử dụng nó không bị rung, không bị lắc. Đấy, thì bà con có nhu cầu mua cái máy thái chuối mịn đa năng thể liên hệ bên điện máy cường lên địa chỉ số 1 lô TT3 khu đấu giá Ngũ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, hoặc các số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây để được tư vấn và báo giá tốt nhất. Đấy, sản phẩm chuyển đến tay bà con thì là nó có thể thái thử cũng như là có chế độ bảo hành 12 tháng cho bà con để những cái máy này cũng như là lối motor trong vòng 1 năm thì có thể đổi mới, cái đổi mới cho bà con trong vòng 1 năm. Đấy thì chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi, nhấn đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại. Chân thành cảm ơn.